Trang Khàn tung clip cà khịa bà Phương Hằng cực gắt, còn định làm điều bậy bạ ở cổng Đại Nam. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Trang Khàn đã bất ngờ đăng tải clip đến khu du lịch Đại Nam, cơ nghiệp của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi. Đang nói, trong đoạn clip, Trang Khàn đã thực hiện động tác như bị còng tay trước cổng Đại Nam cùng dòng trạng thái, bị bắt khi đang hát, thậm chí còn lồng tiếng nhạc còi cảnh sát vào clip. Điều này đã khiến nhiều người lập tức cho rằng Trang Khàn đang cà khịa bà Phương Hằng sau khi nữ CEO bị bắt tạm giam và khởi tố. Trước đó, Trang Khàn từng có nhiều clip chỉ trích, mỉa mai bà Hằng. Sau khi nữ CEO bị bắt, Trang Khàn đã có nhiều clip tỏ rõ sự hả hê mà không quan tâm đến những ý kiến chỉ trích. Ngay lập tức, đoạn clip bị bắt khi đang hát của Trang Khàn đã nhận về nhiều sự phản đối của cư dân mạng khi nhiều người cho rằng hành động của cựu người mẫu là vô cùng phản cảm và lố bịch. Thậm chí có ý kiến còn nhắc nhẹ Trang Khàn rằng cô có một đứa con gái. Ngay lập tức, cựu người mẫu đã lên tiếng một clip cực gắt để đáp trả bình luận này với những phát ngôn gây sốc. Theo đó, Trang Khàn ngang nhiên cho biết cô thậm chí còn định tẩy bậy khi ghé ngang Đại Nam và có phát ngôn đầy thách thức với Antifan. Hôm qua đi qua đấy, mẹ định tè một bãi nhưng mẹ vội quá mẹ đi, các con cay lắm phải không? Uống sữa vô, khi bị cay phải uống sữa hay ngậm đường, còn các con không phải rùa, con gái của mẹ không có việc gì ngoài chuyện tiêu tiền. Nhà chị được cái mỗi ngày mỗi giàu, nghiệp nó đến rất nhanh, nghiệp của tao là mua đất mua đai, còn nghiệp của mẹ chúng mày, ý chỉ bà Hằng, là nghiệp vào tù ngồi cơ mà. Thế nha, hãy ngồi tụng niệm cho mẹ chúng mày 10 cuốn lịch thôi, chứ không là cái tội đó là 20 cuốn lịch. Tao đi ra khỏi đấy là tao bị gato. Bởi vì khi vô đó là một con heo khoảng 75 kg, mà lúc ra còn 40 kg, như con suy dinh dưỡng, mà tao ghét lắm nha. Dạo này tao đang hơi mập, ăn nhậu hơi nhiều ha. Rủa chị đi, chị nhận hết. Chúc các cưng cay mãi, cay vô, chửi chị nhiều vô. Vâng, chị nào, chị chờ hết đó nha, chị đi ăn đây, đi ăn tiếp. Đoạn clip phát ngôn thiếu kiểm soát và đầy thách thức của Trang Khàn đã bị cư dân mạng chia sẻ nhanh chóng và hứng chịu muôn ngàn chỉ trích dữ dội. Có lẽ, việc bà Hằng sai phạm đã có luật pháp xử lý, còn việc Trang Khàn có những câu nói thiếu văn minh, thô tục trên mạng xã hội, thậm chí còn định làm điều sằng bậy ở Đại Nam khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 bị tấn công vì nghi gian lận. Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đang diễn ra với sự góp mặt của 51 thí sinh. Bên cạnh các phần thi chính, ban tổ chức còn mở thêm nhiều hoạt động đồng hành và một số giải thưởng phụ. Theo đó, cuộc thi đã phát động vòng thi bình chọn top 5 ấn tượng để người hâm mộ bình chọn cho top 51 thí sinh. Dựa trên lượt like, yêu thích trực tuyến, thông qua fanpage của cuộc thi, 5 cái tên được bình chọn cao nhất gồm Huỳnh Thới Ngọc Thảo, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Hoàng Kim Chi, Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Hải Âu. Sau khi kết quả được công bố trên mạng xã hội, đông đảo khán giả không khỏi tranh cãi khi cho rằng việc những cái tên như Mai Ngô hay Bùi Lý Thiên Hương không xuất hiện trong top 5 là bất bình thường. Trong khi đó, những thí sinh được cho là nhận được ít sự chú ý hơn như Nguyễn Hải Âu hay Nguyễn Khánh Linh lại trở thành đối tượng công kích của cư dân mạng khi vào top 5 thí sinh được yêu thích nhất. Thậm chí, có nhiều bình luận cho rằng hai cô gái này đã hack vote để can thiệp vào kết quả cuối cùng và gọi họ là Miss Hack. Sau đó, trong cuộc gặp gỡ với đại diện ban tổ chức, Nguyễn Hải Âu đã bật khóc. Cô cho biết bản thân buồn, suy sụp khi bị khán giả tấn công và có ý định xin dừng thi. Thí sinh đến từ Nghệ An phủ nhận chuyện hách lượt bình chọn. Khán giả nói đây là kết quả gian dối, không công bằng với những thí sinh khác. Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi không làm như vậy. Có thể tôi không có nhiều fan như một số chị đi trước, nhưng tôi vốn là một MC, biên tập viên, những người yêu quý tôi vì tôi là chính mình, cô nói. Sau cùng, Hải Âu cho biết cô đã vực dậy tinh thần để tiếp tục tham gia cuộc thi. Không biết tôi sẽ đi đến đâu trên hành trình này, mong mọi người nhìn nhận tôi là người chân thành, bước đi bằng chính đôi chân của mình, thí sinh này bày tỏ. Ngay sau đó, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã dành lời động viên cho Hải Âu. Cô tâm sự điều mà bản thân chuẩn bị khi trở lại thi sắc đẹp là lòng dũng cảm để vượt lên những thị phi, điều tiếng. Nếu mình nghĩ là tiêu cực, mình sẽ thấy nặng nề và mất năng lượng. Nhiều lúc tôi cũng suy sụp, nhưng tôi đã trải qua nỗi buồn rất nhanh, Quỳnh Châu nói. Miss Grand Việt Nam 2022 là cuộc thi tổ chức mùa đầu tiên nhằm tìm kiếm đại diện tham gia Miss Grand International năm nay. Cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu như người mẫu Quỳnh Châu, Mai Ngô, Tuyết Như, Thiên Hương, Quỳnh Như, Mỹ Khôi. Hội đồng ban giám khảo Miss Grand Việt Nam bao gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, người mẫu Anh Thư, người mẫu Minh Tú, Á hậu Kiều Loan và nhà thiết kế Đỗ Long. Theo lịch trình, chung khảo cuộc thi được tổ chức vào cuối tháng 9 và chung kết vào ngày 1 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi đấu giá vương miện để gây quỹ từ thiện, Mai Phương được tặng lại một món quà ý nghĩa không tưởng. Nhằm thực hiện những dự án nhân ái, trước thềm Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương đến với đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss World 2022, Ban tổ chức Miss World Việt Nam cùng Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã tổ chức buổi đấu giá từ thiện bằng những vật phẩm vô cùng đặc biệt. Điều fan quan tâm chính là chiếc vương miện Ocean Lotus, đóa sen từ đại dương xanh thẳm của nàng hậu sinh năm 1999 vừa nhận được vào tháng 8 vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng một phần thưởng cao quý như vậy nhưng Mai Phương vẫn quyết định mang đi đấu giá thì thật sự là khó hiểu. Tuy nhiên, mặc dù chiếc vương miện là món đồ ý nghĩa rất lớn đối với nàng hậu, nhưng theo cô, nếu chiếc vương miện được sử dụng cho mục đích cộng đồng, san sẻ, giúp đỡ cho những người khó khăn thì nó còn ý nghĩa hơn. Chia sẻ về lý do này, Mai Phương cho biết, thật hạnh phúc khi Phương vẫn ở đây, có sức khỏe, khỏe mạnh và tràn đầy nhiệt huyết. Với Mai Phương, Ocean Lotus là đại diện cho những khát khao, nỗ lực của bản thân. Có thể nói đây chính là niềm hãnh diện, một sự đặc biệt mà cuộc đời đã trao tặng cho mình. Nhưng nay, Phương lại càng hạnh phúc hơn khi được trao đi niềm tự hào đó để góp chút sức mình khiến thế giới ngoài kia được trở nên tốt đẹp hơn. Chiếc vương miện như giọt nước tinh túy được trao về với đại dương để tiếp tục hành trình lan tỏa đến nhiều người xung quanh, mang lại sự ấm no, đủ đầy cho những mảnh đời kém may mắn ngoài kia. Buổi đấu giá từ thiện, ngoài ban tổ chức Miss World Việt Nam, quy tụ nhiều á hậu như Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Tiểu Vi, Đỗ Hà, Lona Kiều Loan, Phương Anh, Phương Nhi, Bảo Ngọc và đương kim Miss World 2021 Carolina cũng đã quay trở lại Việt Nam trong sự kiện ý nghĩa lần này. Sau màn ra giá căng thẳng, cuối cùng, chiếc vương miện mà Mai Phương đang đội trên đầu đã chốt đơn với giá 3 tỷ đồng. Tại buổi đấu giá, ban tổ chức giữ kín danh tính của người sở hữu mới và sẽ hé lộ ở những phần thi sau. Nhưng đến cuối cùng, điều bất ngờ hơn nữa đã xảy ra sau khi bà Phạm Kim Dung đã tuyên bố rằng chiếc vương miện lại thuộc về Mai Phương vì chủ nhân bí ẩn đó đã quyết định trao lại phần thưởng ý nghĩa này cho nàng hậu. Trước hành động này, nhiều fan không khỏi cảm thấy thú vị và cho rằng cuối cùng vương miện của người nào cũng sẽ thuộc về người đó. Xúc động cụ ông gửi lời xin lỗi đến vợ con, hối hận về những việc làm khi còn trẻ. Hai tiếng gia đình chứa đựng trong đó biết bao giá trị ý nghĩa và thiêng liêng. Vậy nhưng có những người vì chút nông nổi của tuổi trẻ mà đã vô tình đánh mất đi sự quý giá đó. Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ lại lời xin lỗi của một ông cụ với vợ mình vì những sai lầm thời trẻ mà ông đã phải chịu cô đơn khi về già. Cụ thể, đó là ông Lê Phát Tân, 74 tuổi. Trước đây, ông có một gia đình hạnh phúc với vợ và ba người con ngoan. Nói về thời trẻ, ông Tân tự nhận mình đã quá nông nổi và chơi bời. Hai vợ chồng không thuận ý nhau nên cả hai đã đường ai nấy đi. Kể từ đó đã 8 năm, ông Tân phải sống một mình. Cả ba người con cũng không về thăm lại bố vì lý do năm xưa ông đã bỏ bà. Nghĩ lại thời gian nông nổi ngày còn trẻ, ông Tân buồn rất nhiều. Mỗi đêm, ông đều nằm suy nghĩ về những chuyện mình đã làm mà muốn rơi nước mắt. Dù không gặp nhau nhiều năm nhưng ông vẫn luôn quan tâm, hỏi han tin tức của người vợ đã từng khổ sở vì mình. Ông Tân xúc động chia sẻ, bà giờ cũng nhiều bệnh lắm, bà ấy mắc bệnh xương khớp, đi không có nổi nữa. Giờ đây khi về già, ông Tân bị bệnh Parkinson, do phải uống thuốc điều trị mà đôi mắt của ông không nhìn thấy gì nữa. Sức khỏe yếu như vậy nên sinh hoạt cá nhân của ông mỗi ngày gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, nguyện ước của ông là mong có ngày một người con nào đó sẽ trở về đây sống cùng ông, phụ ông nấu bữa cơm rồi làm những công việc dọn dẹp đơn giản mà thôi. Nghĩ về gia đình, ông Tân lại tự trách bản thân, cảm thấy vô cùng có lỗi với những đứa con và với vợ mình. Ở cái tuổi gần đất xa trời thì nỗi nhớ gia đình như ngày càng lớn hơn, nó mãnh liệt mà chẳng thể nào nguôi ngoai nổi. Đôi bàn tay ông run run, nước mắt trực chờ mà gửi lời xin lỗi tới vợ và các con của mình. Tôi thành thật xin lỗi bà cùng các con, một việc làm mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Nay cũng đã lớn tuổi rồi, chẳng có gì nữa. Tôi xin lỗi bà và các con nhiều lắm. Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện của ông Tân đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đông đảo khán giả không khỏi cảm thấy xúc động trước những lời chia sẻ của ông Tân. Nhiều người đã để lại bình luận, nghe xong câu chuyện của bác mà mình nghĩ tới bố. Bố mình cũng như bác này vậy, nhưng chưa bao giờ mình suy nghĩ sẽ bỏ ông. Bởi đơn giản chỉ vì đấy là bố của mình, có thế nào thì vẫn là bố. Lời xin lỗi muộn màng, qua đây cũng là bài học cho những người có ý định bỏ đi tổ ấm của mình vì một chút thiếu suy nghĩ, để rồi đến khi muốn quay lại thì đã muộn mất rồi. Mong rằng vợ con ông sẽ nghe được những lời này, sẽ cảm động, tha thứ và trở về với ông. Từ câu chuyện của ông Tân, chúng ta có thể thấy vợ chồng ngoài tình yêu với nhau mà còn đi kèm cả tình thương và trách nhiệm. Vậy nên đừng vì một chút ham vui lúc tuổi trẻ mà để đánh mất hai tiếng gia đình.